Xin chào quý vị trở lại với chương trình Trực Diện TV. Thì trở lại cái vấn đề mà 39 người vượt biên vào Anh mà bị phát hiện vào ngày 23 tháng 10 vừa qua đó. Thì đến hôm nay thì cảnh sát Anh ở cái vùng Essex, tức là phía đông bắc của thủ đô London của nước Anh, đã chính thức ra thông báo là khép lại cái vụ việc mà xác định danh tánh cũng như là quốc tịch của các cái nạn nhân này. Bởi vì họ đã tìm ra được và xác định đúng tên tuổi của từng người một luôn rồi. Thì những cái hồ sơ đó được biết là được chuyển về phía mà những cái nhà chức trách của Việt Nam. Thì chúng ta biết là hiện nay thì một phái đoàn của Bộ Công an của Việt Nam cũng đang đi qua bên, đã có mặt ở tại nước Anh và có cái việc làm việc với các cái đồng sự ở bên phía Anh để mà trao đổi những cái thông tin mà cũng như là phối hợp để giải quyết cái vụ việc này. Thì đến hôm nay thì cả hai bên đã đưa ra được một cái danh sách cụ thể là 39 người. Thì trong đó là tất cả là những người Việt Nam và nó trải dài ở 6 tỉnh, mà cái số đông nhất là ở tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Thì đó là một cái điều mà hết sức là đáng buồn. Mà thật ra thì sau khi xảy ra sự việc thì bị phát hiện là có người Việt Nam thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau, và những cái thông tin mà ở trên mạng thì nó nổi trôi rất là nhiều và nhiều cái khía cạnh được khai thác nó cũng lung tung, và đến hôm nay thì mới có cái kết quả chính thức. Thì cái tốc độ mà để điều tra và xác định cái danh tánh đó của từng người một á, thì tính đến hôm nay, tức là từ ngày 23 mà tới hôm nay thì là chỉ hơn 10 ngày, khoảng chừng 2 tuần lễ hơn mà người ta đã tìm ra được chính xác. Thì đó là một cái kết quả cũng khá là nhanh, và đây là một cái sự phối hợp giữa Việt Nam với Anh cũng khá là chặt chẽ, nhất là trong cái thời đại mà gọi là công nghệ thông tin như hiện nay đó, thì nó giúp ích rất là nhiều. Và cũng phải nói là có cái sự giúp sức của những cái người mà gia đình của những nạn nhân, người ta cũng sớm báo thông tin về những sự mất liên lạc đối với người thân của họ khi mà họ làm việc và sinh sống hoặc là đang có mặt tại cái nơi mà đang xảy ra cái sự cố này. Mặt khác thì có lẽ là cái việc mà hiện trường đó thu được rất là nhiều những cái vật phẩm, thì theo cảnh sát Anh người ta thông báo là thu được hơn 500 cái mẫu vật có tại hiện trường. Thì chính 500 cái mẫu vật này thì người ta không nói là cái đó là cái gì, tuy nhiên mình cũng nghĩ là nó có rất là nhiều những cái vấn đề, những cái giấy tờ hoặc là những cái tài liệu mà người ta có thể chứng minh được người đó là tên gì, họ gì, thí dụ như là những giấy tờ tùy thân chẳng hạn, hoặc là trong cái điện thoại, hoặc là những cái vấn đề gì khác mà nó có những cái thông tin liên quan đến cá nhân, và từ đó có thể là giúp cho cái việc mà họ truy tìm cái tên tuổi và danh tánh của những người nó càng nhanh hơn. Rồi sau đó thì họ đóng chốt bằng cách là kiểm tra ADN thì nó chính xác 100%. Và bây giờ thì chính thức đã khép lại cái vụ việc. Về cái việc mà điều tra mà tên tuổi thôi, với xác định danh tánh thôi. Còn cái việc mà điều tra phá toàn bộ cái vụ án này á, về cái việc mà buôn lậu hay là buôn người hay là cái việc mà đường dây tội ác này á, thì chính phủ Anh là với Việt Nam cũng hứa là sẽ đi tới cùng và đi tiếp tục và phá án trong cái vụ đó. Cái này cái vụ mà truy bắt hoặc là ngăn chặn cái đường dây buôn lậu thì tiếp tục, và cái đường dây mà giúp những người khác vượt biên vào Anh đó thì vẫn tiến hành điều tra chứ không có dừng lại. Thì cái danh sách mà 39 người á, cụ thể là như thế này. Thứ nhất là Đinh Đình Bình, quê ở Hải Phòng. Thứ hai là Võ Nhân Du, Hà Tĩnh. Thứ ba là Cao Tiến Dũng, Nghệ An. Thứ tư là Nguyễn Tiến Dũng, Quảng Bình. Thứ năm là Lê Văn Hà ở Nghệ An. Thứ sáu là Nguyễn Ngọc Hà, Quảng Bình. Thứ bảy là Nguyễn Văn Hiệp, Nghệ An. Thứ tám là Trần Ngọc Hiếu, Hải Dương. Thứ chín là Hoàng Văn Hợi, Nghệ An. Thứ mười là Nguyễn Bá Vũ Hùng, Thừa Thiên Huế. Thứ mười một là Trần Mạnh Hùng, Hà Tĩnh. Thứ 12 là Nguyễn Huy Hùng, Hà Tĩnh. Thứ 13 là Nguyễn Văn Hùng, Nghệ An. Thứ 14 là Võ Lăng Văn Linh, Hà Tĩnh. Thứ 15 là Trần Hải Lộc, quê Nghệ An. Thứ 16 là Nguyễn Đình Lượng, Hà Tĩnh. Thứ 17 Phạm Thị Trà My, Hà Tĩnh. Thứ 18 là Võ Ngọc Nam, Nghệ An. Thứ 19 Trần Thị Ngọc, Nghệ An. Thứ 20 Nguyễn Văn Nhân, Hà Tĩnh. 21 Bùi Thị Nhung, Nghệ An. 22 Trần Thị Mai Nhung, Nghệ An. 23 Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Nghệ An. 24 Nguyễn Huy Phong, Hà Tĩnh.
25 Nguyễn Minh Quang, Nghệ An. 26 Đinh Đình Thái Quyền, quê quán Hải Phòng. 27 Nguyễn Trọng Thái, Nghệ An. 28 Bùi Phan Thắng, Hà Tĩnh. 29 Phan Thị Thanh, Hải Phòng. 30 Cao Quy Thành, Nghệ An. 31 Lê Ngọc Thành, Nghệ An. 32 Trần Thị Thơ, Nghệ An. 33 Trần Khánh Thọ, Hà Tĩnh. 34 Hoàng Văn Tiếp, Nghệ An. 35 Nguyễn Đình, Nghệ An. 36 Nguyễn Thọ Tuân, Nghệ An. 37 Dương Minh Tuấn, Quảng Bình. 38 Đặng Hữu Tuyên, Nghệ An. 39 Nguyễn Thị Vân, Nghệ An. 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại 6 tỉnh thành, trong đó thì Hải Phòng thì có 3 người, Hải Dương thì có 1 người, Nghệ An là đông nhất 21 người, Hà Tĩnh là đông thứ nhì là 10 người, và Quảng Bình thì có 3 người, Thừa Thiên Huế thì có 1 người. Trước cái thông báo này thì Bộ Công an cũng đã rất lấy làm tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đối với gia đình của các nạn nhân, và mong các gia đình của nạn nhân sớm vượt qua những nỗi đau thương mất mát to lớn này. Và ngay cả có văn phòng chính phủ thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi thơ ra để mà chia buồn trong cái vụ việc này. Thì sau cái sự việc xảy ra là với những cái hình ảnh mà thu thập được thì chúng ta thấy là một cái cảnh tượng hết sức là đau xót. Nhất là cái việc mà nhiều cái bông hoa rồi ở trên cái, những cái bàn thờ, hoặc là những cái việc mà những cái gia đình của những cái người nạn nhân này họ kể lại về cái cuộc sống và cái đường đi nước bước của những cái người thân của họ. Thì chúng ta thấy là đây đa phần là những cái người công dân trẻ thôi, đa phần là tuổi trẻ mà với cái sức lao động và đi một cái nơi khác để mà tìm kiếm cái việc lao động tốt hơn để mà có tiền để mà gửi về gia đình. Rồi đa phần là hướng về gia đình để mà giúp cho gia đình, cho nên mới bôn ba ra bên ngoài, và cuối cùng thì lại bị một cái tai nạn hết sức là thương tâm. Có thể nói đây cũng là một cái tai nạn đi, một cái rủi ro chứ không phải là một cái điều gì ai mong muốn hết. Và vì cái tìm cái việc làm đó đó, cái đường đi nước bước họ chọn phương cách làm nó không có hợp pháp, và có lẽ là thiếu cái sự tính toán và nó không có thấy được cái hậu quả cũng như cái hiểm nguy trong cái vụ việc này, cho nên là đã đúc đầu vào và cuối cùng thì xảy ra một cái hậu quả hết sức là đáng tiếc. Thì những cái nhiều ý kiến là khác, rất là khác nhau trong cái vụ việc này. Nhiều người thì lên án cho rằng đó là những cái người mà tội phạm, những người đã bỏ nước ra đi, và những người nghe theo những cái tiếng gọi mà nó không có đúng đó, rồi đi theo cái kiểu bất hợp pháp. Còn ở phía ngược lại thì có nhiều người họ lại tố là tại vì cái cuộc sống ở Việt Nam nó có khó khăn, hoặc là do những cái điều gì đó khắc nghiệt, và ngay cả là vì những cái tư tưởng hoặc là những cái phong cách mà sống vì hình thức quá và muốn lao vào cái kiểu cuộc mà cho nó có thu nhập khá hơn thì làm ngay cả việc phi pháp cũng làm. Thì nói chung là sự tranh luận trong thời gian vừa qua cũng rất là nhiều, nhưng mà đến hôm nay thì đã tìm ra được danh tánh của những cái người này rồi, những người nạn nhân đang trên đường để mà chuẩn bị về Việt Nam để trả về những cái thân nhân và những cái người thân đang chờ đợi bên Việt Nam. Cho nên là trước những cái sự mất mát đó thì chúng ta cũng thể hiện một cái sự chia buồn thôi, và thắp cho họ những nén nhang. Dầu sao nữa đó cũng là những cái người công dân Việt Nam, và họ đi bằng cách nào hay là không hợp pháp hay như thế nào nữa thì thật ra chính quyền Anh họ cũng rất là biết điều đó, nhưng mà họ cư xử đối với cái vụ việc này hết sức là nhân bản và hỗ trợ hết mình cho những cái người mà thuộc là gia đình nạn nhân cũng như là cái nước sở tại là cái nước Việt Nam, để mà giúp truy tìm và điều tra trong cái vụ việc này, cũng như là sau này là sẽ xử lý, và hứa chính quyền Anh cũng hứa là sẽ làm hết sức mình để mà tạo điều kiện cho những cái người này họ trở về nguyên quán. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy cái cách cư xử của người Anh trong cái vụ việc này cũng rất là đặc biệt, và nó tạo ra các ấn tượng rất là tốt cho phía Việt Nam. Không phải là họ làm cái điều đó để mà khuyến khích những người khác là tiếp tục lao vào cái con đường của nước Anh. Tuy nhiên họ giải quyết cái hậu quả, giải quyết cái khủng hoảng trong cái tinh thần là họ tương trợ và họ có trách nhiệm đối với một cái đất nước mà có cái sự phát triển cao. Thì lúc nào cũng phải có cái trách nhiệm hơn đối với một cái đất nước mà nó yếu thế hơn. Trong danh sách 39 người ở trên chúng ta thấy là đông nhất là ở tỉnh Nghệ An. Thì ở tỉnh Nghệ An chúng ta biết là có nhiều năm trước đây rồi, chứ không phải là mới đây, là nhiều rất là nhiều người họ đi ra bên ngoài họ làm việc, nhất là trong cái trường hợp mà xuất khẩu lao động. Và có nhiều vùng họ đi cả nhóm luôn, có nhiều làng họ đi rất là đông người. Và nghĩ rằng là đi với nhau như vậy đó, đi nhiều người với nhau thì họ sẽ có thể là chia sẻ với nhau, nâng đỡ, giúp đỡ nhau.
Tuy nhiên trong cái trường hợp mà cả 39 người mà chui vào một cái thùng container như thế này á, thì họ không có thể giúp đỡ nhau gì được nữa hết, mà phó thác cho cái mệnh trời rồi, phó thác cho cái sự quyết định của một ông tài xế hay là những cái người mà họ vận chuyển. Thì những cái người tài xế họ đóng cái cánh cửa đó lại thì coi như cũng là xong, và họ phó mặc cho cái tính mạng của mình cho những cái sự may rủi. Với cái kết quả như hiện giờ thì có rất là nhiều những cái lời kêu gọi là giúp đỡ cho những cái gia đình của nạn nhân, dù cho họ xuất thân là như thế nào, thậm chí là họ có làm cái gì sai trái đi nữa, thì bây giờ cũng nên giúp họ để mà cho gia đình của họ có sự ổn định, là ít nhất là về mặt tinh thần, về mặt cái cả vật chất nữa. Bởi vì đa phần trong số này họ đã bỏ ra rất là nhiều tiền, có người là 500-700 triệu, có người cả tỷ bạc, và trong rất là nhiều trong số này phải đi vay mượn hoặc là làm đủ thứ chuyện hết. Mà bây giờ thân nhân của mình, những cái con em trong gia đình mà bây giờ vẫn không đưa được xác về nhà, hoặc là còn gây ra khó khăn hơn nữa về cái cuộc sống của họ, thì cũng rất là khó khăn. Cho nên cũng có một cái làn sóng là kêu gọi ủng hộ, thậm chí là góc độ của quản lý, tức là ở nhà chức trách, ở nhà nước Việt Nam, người ta cũng đã có một cái sự giúp đỡ trong cái việc này, để mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những cái người nạn nhân họ sớm trở về với gia đình để mà tiến hành cái thủ tục an táng. Nhưng mà qua cái vụ việc này cũng cần mổ xẻ ra rất là nhiều cái vấn đề. Thì có người đặt ra vấn đề là tại sao 44 năm rồi mà một cái đất nước như Việt Nam gọi là ổn định, đã là phát triển rồi, có rất là nhiều khu công nghiệp, rất là nhiều cái việc làm trong Việt Nam, nhưng mà tại sao vẫn có cái làn sóng người mà họ ra đi rồi họ lại chọn cái rủi ro để mà đánh đổi cái sinh mạng, đánh đổi cái tuổi trẻ của mình, đánh đổi bao nhiêu cái tương lai, mà có thể nói là khi mà đến được nơi rồi cũng phải chịu cái sự phân biệt và chịu cái sự sống trong cái sự lén lút, hoặc là làm chui làm nhủi, thì nó cũng không phải vang gì, không có rình rang gì. Tuy nhiên tại sao họ lại phải chọn như thế, thì đây là một cái câu hỏi cũng khá lớn mà được đặt ra. Để mà giải đáp cái câu hỏi đó thì người ta nói là trong cái thời cuộc hiện nay đó, thì gọi là thế giới phẳng rồi, tức là thời đại thông tin công nghệ là gọi là cao rồi, và cái con người ta gọi là toàn cầu hóa. Thế là toàn cầu hóa đây nó xét trên bốn mặt, tức là công dân toàn cầu, doanh nghiệp toàn cầu, lao động toàn cầu và thị trường toàn cầu. Quá giàu nghèo nó không có chỉ thể hiện ở trong một cùng một quốc gia, mà nó có thể hiện theo phạm vi rộng, tức là trên ở các quốc gia với nhau. Thí dụ như cái chênh lệch giữa Mỹ với Việt Nam nó quá cao đi, một cái nền kinh tế nó có thể là gấp 20 lần, gấp là có những cái nơi gấp 30 lần của Việt Nam, thì nó sẽ tạo những cái sự thu hút, thường nó nước nó thường nó chảy về chỗ trũng, và những cái thành phố lớn, những cái nơi mà gọi là có cái thu nhập cao hơn và cái việc làm người ta tốt hơn, thì đa phần là cái lực lượng lao động nó chảy về đó. Giống như ở trong Việt Nam thì thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội hay là những cái nơi mà có những cái hãng xưởng nhiều và cái cơ hội mà làm ăn tốt hơn, cái khả năng sinh kiếm tiền dễ, thì người ta lúc nào cũng thu hút lao động thôi, và bao nhiêu người vẫn đổ xô về đó. Mặc dù cho cái sự bùng nổ về dân số, bùng nổ về cái chỗ ở và khó khăn trong cái việc đi lại, nó bị tắc nghẽn giao thông đi nữa, nhưng mà người ta vẫn cứ muốn bám vào những cái nơi đó, bởi vì cái kế sinh nhai và cái cuộc sinh sống đó. Và hiện nay thì cái toàn cầu hóa nó cũng giống như vậy, bởi vì trong cái góc độ và phạm cái bình diện mà gọi là quốc tế, thì nó mình thấy cái chung nó như thế. Cho nên cái lực lượng lao động ở Việt Nam mà nó được trả lương thấp, ví dụ như chỉ có 100-mấy chục đô một tháng thôi, mà tính ra đi qua bên kia thì nó được mấy ngàn đồng, thì người ta sẽ có những cái làn sóng như thế. Mặc dù là luật pháp ở mỗi nơi họ có cái sự ngăn chặn và có sự giới hạn rất là nhiều, tuy nhiên thì cũng có cái khó khăn trong cái việc mà để mà ngăn chặn toàn bộ hoặc là triệt tiêu nó. Thì có ý kiến thì cho rằng cái chính quyền sở tại, nhất là ở chính phủ Việt Nam, cũng phải làm nhiều hơn nữa để tạo cái điều kiện, tạo thêm công ăn việc làm cho những người lao động. Thì chúng ta thấy là ngay tả như Nghệ An hay Hà Tĩnh, thì khi mà đến đó thì thấy có rất là nhiều những cái sự phát triển, và người dân ở đây thì có những cái ngôi nhà rất là khang trang và họ đi lên rất là tốt. Và cái người Nghệ An, Hà Tĩnh thì họ lao động rất là vất vả, và phải nói là họ chịu khó, chịu thương và đi bôn ba ra bên ngoài rất là nhiều. Nói chung là tha hương cầu Phật á, thì rất là đông, và sau đó thì cũng có trở về quê hương để mà giúp ích lại và đầu tư ngược trở lại với cái mảnh đất quê hương nơi trong gắt rốn của mình. Và phải nói là có nhiều người họ bám trụ và họ cũng thành công,
chứ không phải là ai cũng phải ra đi bôn ba hết. Và với cái mức số vốn ví dụ như 500-700 triệu hoặc là cả tỷ bạc, thì nếu mà ở tại địa phương mà biết cách đầu tư, cách làm ăn mà an phận với cái cuộc sống thì và chịu thương chịu khó thì cũng có thể là đi lên được. Và thực tế cũng chứng minh được có nhiều gia đình mà họ với cái số vốn đó là họ họ làm mà họ phất lên. Thì đây là một cái điều mà có thể nói là ở phía Việt Nam á, thì cần tạo điều kiện nhiều hơn. Có nhiều người họ đòi hỏi, họ nói là cái công ăn việc làm á, nó bị ít đi và cái điều kiện sinh sống nó có hơi khó khăn, cho nên là những người mà ở những cái địa phương họ muốn đi tìm những cái nơi khác, nó nhiều ra. Thì nói tóm lại cái vụ việc 39 người này á, thì đến đây đã kết thúc. Là coi như là mọi cái sự mà tìm hiểu rồi xem xét và những cái thông tin mà hôm đó đã lung tung hết trơn. Có nhiều người dự đoán như thế này, dự đoán như thế kia, thậm chí là có những cái tin giả nữa. Rồi có những cái tin mà đi khai thác quá sâu vào những cái việc mà đời tư của những cái người của nạn nhân, hoặc là làm cho cái việc mà cho thấy cái sự đau khổ, hoặc là tố cáo ngay cả với cái chính quyền Việt Nam, hoặc là tố cáo lên cái gia đình của nạn nhân, làm lung tung sà ngầu, đã đánh vào những cái sự thương cảm của những người khác đó, mà sử mà chà đạp lên cái thảm cảnh này á, thì phải nói là có lẽ là tới đây của họ cũng phải chấm dứt thôi, bởi vì cái vụ việc này đã kết thúc rồi. Thì đến bây giờ á, thì cái vụ việc đã kết thúc rồi thì thôi, hãy để cho những cái người này họ yên nghỉ, và chúng ta không còn những cái phần còn lại đó thì phải để cho chính quyền và các cái hai bên họ làm. Dĩ nhiên là theo cái lời hứa của một cái vị đại biểu quốc hội mà ông tướng gì của bên công an á, thì cũng đã hình như là giám đốc sở công an của tỉnh Nghệ An thì phải là sẽ truy tìm đến cùng và cái mở rộng cái vụ án, là mở rộng đến mức không ngừng luôn, tức nghĩa là sẽ điều tra tới 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 luôn. Mà hiện nay nghe nói đã bắt được 9 người rồi thì có lẽ là họ phải mở rộng ra nữa. Vụ án này là nó liên quan đến quốc tế rồi, và cái đường dây đó rất là rộng, thì chắc chắn là ai cũng muốn phải có một cái sự ngăn chặn trong cái vụ việc này. Và góc độ khác á, thì những cái người Việt Nam mà đi lao động đó là một điều rất là tốt, và lao động ở bên nước ngoài thì cũng chả gì xấu hết. Có nhiều người họ chê bai là người Việt Nam đi ra làm thuê làm mướn cho nước ngoài, thì thật ra trong cái thế giới toàn cầu như hiện nay nó không phải giống như trước kia nữa. Và người của nước này đi qua nước khác làm việc là chuyện hết sức là bình thường, giống như rất là nhiều người Mỹ họ đi làm ở bên châu Phi, họ làm ở nhiều nước khác lắm. Cái đó đâu phải là cái gì khó khăn đâu. Người ta thích thì người ta làm sở thích, ta muốn về đó giúp một cái người nào đó, hoặc là muốn thấy một cái vùng quê nghèo khổ nào đó, là một người Mỹ mà họ là bác sĩ, họ về đó họ mở phòng mạch là cái chuyện bình thường, và họ về đó họ làm ăn sinh sống về một cái nghề khác cũng là